Em Thảo Hoa Lan xin kính chào tất cả các anh chị và các bạn ạ. Ngày hôm nay là lâu lắm rồi em không livestream ở trên kênh của mình được không ạ? Và nếu mà cô chú anh chị nào muốn sưu tầm cho mình những cây lan đẹp, những giò lan khỏe thì hãy kết bạn Zalo với em Thảo theo số điện thoại 0965495087 hoặc là số điện thoại Vina là 0848626228 nhé. Xin chào cả nhà. Cái nước về à? Tưởng là chiều nay mới công diễn cái gì đấy mà. Công diễn thì ông làm gì ở Thế phải rồi. Xin chào cả nhà. Cô chú anh chị đi qua gặp Thảo livestream, hãy cho Thảo xin một dấu chấm, một lời chào hoặc một lời chia sẻ nhá. Em ở trên. Về rồi. Ôi trời, bắt này. Em xin chào cả nhà. Sao mà không thấy có ai chào mình ta hay là lại bị ẩn comment rồi? À cả nhà ơi, hãy kết bạn Zalo với em theo số điện thoại là 0965495087 ạ. Cô chú anh chị đi qua gặp Thảo livestream hãy cho Thảo xin một dấu chấm hoặc một lời chào nhá. Thật bây giờ hiện tại chưa thấy có ai comment cả. Có khi là lại bị ẩn comment rồi đấy ạ. Không đi được rồi. Em chuyên cung cấp các giống hoa lan rừng ở trên ạ. Xin chào anh Trần Thuấn ạ, cả nhà ơi, hay là lại bị ẩn comment rồi. Các điện thoại em hay bị ẩn comment lắm. Em cứ hay lại cứ livestream là hay bị ẩn comment. Em livestream hay bị ẩn comment nên là cô chú anh chị đi qua gặp Thảo livestream hãy cho xin một dấu chấm đi ạ. Đã nhìn thấy rồi. Xin chào anh Đợi Nguyên. Cả nhà ơi, cả nhà yêu hoa phong lan thì hãy kết bạn Zalo với em theo số điện thoại của em là 0965 nhá. Em bây giờ em sẽ cái gì? Đấy. Em phải ghi cái số điện thoại của em vào đây này. Thì cái chỗ kia ta bảo thế rồi. Ừ thì cứ gửi đi. Chứ may nhá. À em xin chào anh Tùng Vũ nè. Xin chào anh Trần Thuấn, xin chào Nguyễn Bá Huy. Xin chào anh Giang Khánh Nguyễn. Xin chào Phương Nguyễn ạ. Cả nhà mua, cả nhà kết bạn với em nhá. Em sẽ để số Zalo của em vào đây để cho cả nhà cùng. Ồ em không comment được. Thế không có hàng đẹp hơn à? Còn hai xe to đùng kia. Thế thôi tặng đi, không tính tiền đâu. Không, lại không, không. Mai ơi, cho tớ mượn để tớ vào ghi số điện thoại của tớ vậy. Mượn một ship. Này, chính là tớ này. Em yêu, em xin chào anh Kiên Nguyễn Văn. Thảo sẽ ghi cái số điện thoại của Thảo lên trên này đây để cho cả nhà cùng kết bạn Zalo với em nhá. Xin chào cả nhà, đã rất lâu rồi em không livestream ở trên kênh đúng không ạ? Và bây giờ thì em sẽ để cái số điện thoại của em để cả nhà cùng kết bạn Zalo với em ạ. Để cùng nhau giao lưu và chia sẻ về những hoa lan đẹp và những lộc lá của núi rừng đúng không ạ? Em sẽ ghi vào đây để cho cả nhà xem nào. Không thấy ta. Được chưa à, quý? Được chưa? Nhất đầu ăn xong chưa? Chưa, mới có 10, có 11 giờ qua mà. Đói quá. Tớ đang live stream đấy em yêu ạ. 2 giờ 15 rồi. Sáng thì gọi bảo dậy ăn sáng không dậy. Tiêu đi, đâu phải tiêu. Nhưng mà nữa thì như tân cuối chân đời. 9 năm này, 087. Chú Thảo. Đừng đến cắt. Đi bến cắt như này người ta biết ở đâu mà mai. Bến cắt Bình Dương mà, sao lại bến cắt không? Bến cắt đây này. Đâu? 29 bạn đang xem Thảo. Bình Dương nữa mà. Có đâu. Số má bao nhiêu? 949. Ở đây hiện. Cả nhà ơi, cả nhà kết bạn Zalo với em theo số điện thoại là 0965495087 nhá. Em xin cảm ơn cả nhà đã xem livestream của em. Và bây giờ thì em sẽ cho cả nhà xem một ít hoa trầm, một ít tà giò Trần Mộng này. Đó. Đó là những cái chậu Trần Mộng nhà em bán giao lưu với cả nhà giá từ 1 triệu 50 cho 1 triệu 500 nghìn cho đến 2-3 triệu này. Đó.
Cả nhà ơi, cả nhà kết bạn Zalo với em Thảo theo số điện thoại là 0965495087 nhá. Xin chào ốc gai ạ. Thảo sẽ không đi xa được bởi vì là cái mạng wifi nó hơi yếu. Đấy. Đó. Cả nhà kết bạn Zalo với em nha. Đây. Em không đi vào đây xa được bởi vì là em có cái mạng wifi sẽ bị yếu và em sẽ không livestream được. Đó. Đây là những cái cây cáo này. Rất nhiều cô chú anh chị thuần cáo thì hay nói rằng là nó rất là lâu lên bởi vì là cái thời tiết mùa này ấy là cây nó ngừng phát triển rồi nên là đến 1-2 tháng khi mà chúng ta xuân về ấy, thì nó sẽ vực dậy rất là nhanh. Nhưng mà bây giờ chúng ta vẫn phải tưới nước nó. Đấy. Đây là cẩm báo sinh này. Còn nhỏ. Đây là những cái nụ của Trần Mộng nó sắp nở hoa rồi đây này. Đó. Em đang livestream ở trên kênh và rất nhiều cô chú anh chị đang xem em livestream được không ạ? Em xin cảm ơn cả nhà mình đã xem video của em và kết bạn Zalo với em ạ. Và tới nay thì em sẽ có thêm rất nhiều mặt hàng mới sẽ giao lưu và giới thiệu đến cả nhà về những cái mặt hàng. Hiện tại thì mặt hàng kg của gia đình em thì gần hết rồi. Còn có dáng hương đuôi cáo này. Dáng hương đuôi của em bán là 250.000 một cân. Đây ạ. Toàn cây đẹp thôi ạ. Đợt trước ấy, cái đợt mà còn nhiều cáo ấy, thì em bán có 150.000 một cân thôi. Còn bây giờ thì ngay cả cái đầu nguồn cáo của em cũng không có bán luôn đấy ạ. Dáng hương đuôi cáo nhá. Hàng dáng hương đuôi cáo này thì đây có cả những cái nhưng đấy, đây cả những cái bó Vanda hương chanh nữa này. Đấy. Rất là đẹp luôn đấy ạ. Đây là những cái hàng kg của em thì gần như là hết hàng rồi. Còn có sơn thủy tiên là 200.000 một cân này. Long tu đá tím là 300.000 một cân. Kiều vàng thì là 180 này. Chuỗi ngọc là 160 đấy, chuỗi ngọc 160 này. Đấy, chuỗi ngọc là 160 một cân này. Cái gì nhỉ? Hoàng thảo vôi bắc là 300.000 một cân này. Còn một ít đùi gà tròn 250.000 một cân. Mạc xuân là 100.000 một cân này, thanh đạm cũng 100.000 một cân. Tiên hài cũng 100.000 một cân nè, dáng hương tam bảo sắc. Đó. Gần như hết hàng rồi nên là em chỉ muốn giao lưu với cả nhà để cùng nhau kết bạn Zalo với em cũng như là cùng nhau sưu tầm mình những cái nói chuyện với nhau về hoa lan thôi ạ. Ở trên Cao Bằng em thì trời rất là lạnh rồi. Không còn ấm áp như là ở dưới miền xuôi nữa. Xin chào cả nhà. Xin chào mọi người nha. Và cô chú anh chị đi qua gặp Thảo livestream. Nếu mà sử dụng Zalo thì hãy kết bạn Zalo với em Thảo theo số điện thoại là 0965495087 nhá. Và bây giờ thì đâu nhỉ? Điện thoại đâu ta? Điện thoại anh Farm đâu rồi quý nhỉ? Vanda hương chanh nha. Vanda hương chanh thì em bán theo cân anh ạ. Là 300.000. Thế á? Cả lũ kia là 300.000 à? Em bán cái chỗ nguyên khóm ghi là 300.000 anh ơi. Một đây, rất nhiều luôn. 300.000. Em ở trên km số 4 thành phố Cao Bằng ạ. Đây ạ, em bán cái chỗ này này. Đấy, 300.000 này. Đấy. Nhiều quá là nhiều luôn đó. Đã. Ở trên Bắc bó lạnh lắm. Ở trên Cao Bằng này, trên thành phố cũng lạnh. Em thì là em không được em thì em không chịu được lạnh.
nên là em lúc nào em cũng phải mặc ấm, rất là ấm áp, ấm hơn mọi người luôn, để đảm bảo sức khỏe để em tiếp tục em bán hàng, em giao lưu với mọi người đó. Thì bây giờ thì Thảo sẽ kết thúc video đây ạ. Cô chú anh chị hãy kết bạn Zalo với em Thảo theo số điện thoại 0965 495 087, và tới nay thì gia đình em sẽ về thêm rất nhiều mặt hàng mới nữa, và em sẽ chăm chỉ livestream ở trên trang Facebook của em là Chu Thảo luôn ạ. Em chỉ dùng duy nhất một trang Facebook là Chu Thảo và fanpage là Phong Lan Rừng Chu Thảo, cả nhà có thể là ấn theo tên thì sẽ ra luôn nhé. Và số điện thoại của em thì sử dụng hai số, đó chính là 0848 626 228, hoặc là số điện thoại Vina là số điện thoại Viettel là 0965 495 087, em đã ghi ở trên tiêu đề này luôn nha. Em xin chào và hẹn gặp lại cả gia đình mình ở video tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại ạ.